Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức phiên thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và 21 hội hữu nghị thành viên đã tích cực nỗ lực triển khai đồng bộ có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân trên mọi lĩnh vực, góp phần đưa hình ảnh đất nước Việt Nam, thành phố Cần Thơ ngày càng gần gũi hơn với bạn bè thế giới và cộng đồng quốc tế. Công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần quan trọng trong thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực trong việc giảm chi từ ngân sách, hỗ trợ hiệu quả và thiết thực cho công tác ổn định phát triển bền vững kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ. Trong phiên thứ nhất sáng nay, Đại hội đã hiệp thương bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình quy chế làm việc của Đại hội, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhiệm kỳ 2018-2023, bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày mai 19 tháng 1, Đại hội sẽ diễn ra phiên thứ 2.